với hợp bàn tổ chức khởi sò lấy tặng lấy trao danh lại vào mẹ Pinong. Xin được đồng nhiệt chào mừng cho đoàn đoàn thể các cụ công, các bà, cô dì, chú bác, các bạn trẻ nam nữ thanh niên. Lời nói đầu tiên cho phép Hải Đăng của Như Cả Lanh xin được lớn lời cho cô dâu và chú rể đại diện cho bên gia đình cũng như toàn bộ những người làm chương trình. Xin được đến đoàn thể quý vị quan khách một lời cảm ơn chân thành, một lời kính chúc sức khỏe và một lời chào nồng nhiệt nhất. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, thật đúng là ngày hôm nay đây, toàn thể quý vị chúng ta cùng hội tụ đông đủ về đây là để mừng cho hạnh phúc lứa đôi, mừng cho các bạn trọn đời thủy chung. Tới bên hai họ ta cùng hân hoan lời ca tiếng hát rộn ràng, chúc cho đôi lứa sum vầy trà xanh thuốc lá hương bay, cho các bạn đẹp ngày kết duyên. Dạ vâng, cô dâu thì xinh xinh là đẹp tuyệt vời, sánh duyên bên chú rể đẹp đôi vợ chồng cũng toàn thể quý vị ơi. Và ngay giây phút tại đây sẽ không để cho toàn thể quý vị chúng ta phải đợi chờ thêm nữa. Trân trọng kính mời toàn thể quý vị hãy hướng ánh mắt của mình về phía cánh cổng hoa hạnh phúc của gia đình để cùng chào đón sự hiện diện của cặp đôi nương hạnh phúc nhất, dạng đẹp nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Đó chính là chú rể Văn Hòa, sánh duyên cùng cô dâu Thùy Đưa. Xin được trân trọng kính mời. Vào ngay giây phút này đây, xin được long trọng kính mời đôi tân lang và tân gia nhân. Hai em hãy cùng nắm tay nhau và cùng nhau bước lên sân khấu để ra mắt tên đàn hệ quý vị quan khách trong buổi trưa ngày hôm nay. Và một lần nữa quý vị chúng ta hãy nổ ra một tràng vỗ tay thật lớn. Thân đồng nhiệt để cùng chào đón diễn viên của đôi bạn trẻ ngày hôm nay được không quý vị ơi? Tiếp tục à, cố gắng quay lưng sang bên này để chứng kiến những ngày tuyệt đẹp nhất trong buổi trưa ngày hôm nay nha quý vị nhá. Vâng ạ, chúc chào kính mời hai em sẽ bước lên sân khấu ạ. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và thật đúng là đôi bạn trẻ của chúng ta có được ngày vui, ngày phúc trọn vẹn như ngày hôm nay thì chúng ta không thể quên được công ơn sinh thành dưỡng dục của những người làm cha làm mẹ, đúng không quý vị ơi? Và cho phép ban tổ chức cũng xin được trân trọng kính mời đại diện cho hai bên gia đình, chúng ta sẽ cùng nhau bước lên sân khấu tình yêu để cùng diện kiến tất toàn thể quý vị. Giữa về phía phái đoàn họ nhà trai, cho phép ban tổ chức cũng xin được trân trọng kính mời bước lên sân khấu có ông Lương Văn Xuân và bà Lò Thị Phóng là dâu thân phụ mẫu của chú rể Văn Hòa. Xin được trân trọng kính mời. Và về phía phơi đã đoàn nhà gái, ban tổ chức cũng xin được long trọng kính mời và vẫn lên sân khấu trân trọng kính mời bố Lương Văn Nghị và mẹ Lương Thị Xuân có địa chỉ tại bản Nà Lầu, xã Mường É, huyện Thuận Châu. Xin được long trọng kính mời gia đình hãy cùng nhau bước lên sân khấu và đứng cạnh người con gái xinh đẹp tuyệt vời của mình để ra mắt cùng như sự kiện đến đoàn thể của mình. Một lần nữa xin được long trọng kính mời đại diện hai bên gia đình. Vâng, và toàn thể quý vị quan khách đang ngồi trong khán phòng hạnh phúc ngày hôm nay, quý vị chúng ta cùng nhau nổ ra một tràng vỗ tay thật lớn, thật đồng nhiệt nữa được không quý vị ơi? Chiếc của mẹ, chiếc vị đồng hạt sườn, mình đi là vô môn không đùi, vô miết đầy cùng cù sú đùi. Xin hẹn gặp bạn tổ chức trong khỏi cửa trạng lấy bạch tạng à hở sóng phái cho hân. Các đề bạn tổ chức trong khỏi cửa bóng đi quan sàng hơn xưa, lạy tạng à hở sóng phái cho hân. Sỏng chúc ở tách lại phò mẹ phía đồng trùng phủ lại quân hâu, phơi cờ, hảo hẳn khăn bành. Phủ diện địa bàn, tướng chờ bàn, phủ diện cám mắt, tướng chờ hù, phủ với cả, ca lại ý màn khầm, phủ xuống nòng xuống nắp ít và tổ màu, liệng đồ tàu, hởi nhớ súng dao. Cái đỉ, phủ hết bếp phẳng, sáu lẻ phẳng, phủ chờ bàn, phủ hết bếp làn, sáu lẻ làn, phủ bò phát nghiên hù, phủ hết bếp chủ, sáu lẻ chủ, phủ chờ lì, hảo hàn bên ớp bì nòng đơ. Vâng, một lần nữa cũng xin được long trọng cảm ơn đoàn thể quý vị rất nhiều. Rất vâng, kính thưa đoàn thể quý vị thân mến và hiện diện trên sân khấu lễ đài hạnh phúc của gia đình ngày hôm nay đã có mặt đông đủ sự hiện diện của đôi tân lang và tân gia nhân, đó chính là chú rể Văn Hòa, sự hiện diện của cô dâu Thùy Đưa cũng như đại diện hai bên gia đình đã có mặt đông đủ trên khán đài hạnh phúc của gia đình ngày hôm nay cũng như để dự kiến ra mắt tên đoàn thể quý vị. Và ngay giây phút ở đây để tỏ lòng cảm ơn tới đoàn thể quý vị quan khách ngồi ở bên dưới, trân trọng kính mời đại gia đình chúng ta hãy cùng nhau cúi một cái đầu thật sâu để kính chào cũng như ra mắt tới đoàn thể quý vị đi nào. Một lần nữa xin được long trọng kính mời và những tràng vỗ tay thật lớn của đoàn thể quý vị đâu rồi, thật lớn lên cao đi nào quý vị ơi. Để dọn bờ mẹ phía đông à, chưa mưa thế này bờ mẹ phía đông hạt sương sương bọt tàn ai qua bài hát bài trời nồng trầu lung trầu tà mất cùng mất cù mất sông mất phành tánh hơn là giàu ôi ta buồn lúc nào buồn ta lượm lượm che về cùng cho sinh bên hình nà sương bọt đường làn hao qua ai ép bờ mẹ liền sụp chung nhờ mất chơi khay nhưng còn dựng biển xào chai cỏ rau biển bào sao bờ tời còn lại ế bàn say cho lúc nửa quân lên lại bàn nằm hát vào bầu trừ hỏng hoặc lúc trời hỏng phờ lúc phanh
Trước mắt tiếng này, bà mẹ Pina Hoa Sương, sông bón nụ loạn hậu qua, trắng phó cân nặng vì mương, sương cắt vô vì bạn, tạng nghề hạc hoàng trương, bụt nồng lên nét hồng hồng, có mềm hồng mềm theo, có mềm nêu chặt chặt, nhưng ổ nhưng chọc ta, nhưng trà nhưng không mốc. Dù vâng kính thật là thể, quý vị, anh chị em trân trọng và kính mến. Và ngày hôm nay đây, quý vị chúng ta đã mất chút thời gian và ngọc của mình đi trường về đây để cùng tham dự buổi lễ thanh ngôn của đôi bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay. Quý vị chúng ta hãy cùng nhau ngồi ăn, ngồi uống, cùng ngồi xích lại gần nhau hơn. Và một cái đặc biệt nữa là quý vị chúng ta không được vội về sớm đâu nha quý vị nha. Tất cả mọi người chúng ta đồng ý không ạ? 5 giờ, 6 giờ chiều hôm nay mới được về được không ạ? Đồng ý thì vỗ tay cho em một cái được không ạ quý vị ơi? Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, thật đúng là yêu và lấy được người mình yêu chính là niềm vui, niềm hạnh phúc vô cùng lớn lao đối với con người chúng ta đúng toàn thể quý vị ơi. Sau một thời gian quen biết và tìm hiểu lẫn nhau, được sự vun vén tác hợp của hai bên gia đình, đặc biệt là sự nhất trí đồng tình cao của chú rể Văn Hòa cũng như là cô dâu Thúy Đưa, hai bên gia đình đã thống nhất lựa chọn ngày hôm nay đây, ngày lành tháng tốt, ngày 24 tháng 9 năm 2022, tức ngày 29 tháng 8 năm Nhâm Dần, để tổ chức chương trình lễ thành hôn cho hạnh phúc cho đôi bạn trẻ chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Dạ vâng, Hải Nam ơi, chúng ta cũng không để cho toàn thể quý vị chúng ta phải đợi chờ thêm nữa. Ban tổ chức xin được trình trọng tuyên bố lễ thành hôn cho hạnh phúc cho đôi bạn trẻ chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin phép chính thức được bắt đầu. Và một lần nữa quý vị chúng ta cùng nhau nổ tung.